Em thấy cái kia không đẹp lắm rồi nhưng mà Hôm nay là ngày 15 tháng 6 2008, Madam Mai là đang chọn ảnh làm trong nhà, treo trong nhà. Không hiểu chọn chiếc nào. hay là lấy cái nghịch nghịch ấy, lấy cái nghịch nghịch mà đứng đứng này có được không? Xấu xấu xấu. Xấu hả? À, hoặc là ngồi cái bể bơi ấy. Cái hồ bơi là đằng ấy hả? Hồ Ừ. bơi đấy cái ảnh nó cũng ngắn lắm. Đừng. Vơi cái này được không? Có cái trông ngẩng mặt lên, cười nhăn nhở. Đấy. Cười nhăn nhở cơ, cười nhăn nhở. Nữa. Hoặc cái này. Kiếm Mà bao giờ? mỗi cái đấy thôi gì ý, mà À. cái này cái gì trong kính thì rơi cả ra. Hoặc cái sau cũng được, cái sau cho nó. Thế này cũng được. Cái này vào xấu Thế chưa? cái sau nữa, cái sau nữa. Đấy. Thôi, chúng ta hãy cứ để bà Trần Thúy Mai ra đớn đau với việc chọn ra này ha. ra cho bố phải chọn xong bắt đầu lắm chuyện. Rồi, chúng ta đi xem vơ bè thế nào.